À, chào các bác nhé, rất vui lại gặp lại các bác ở kênh Săn Bẫy Giá Rẻ hôm nay. Thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác một cái dòng cạm 14, một cái mẫu cạm mà bên em vừa mới về. Số lượng là 10.000 chiếc để chuẩn bị phục vụ các bác cái vụ bẫy của năm nay. Thì với cái dòng cạm 14 này, bên cơ sở em hôm nay thì sẽ chi tiết đầy đủ trên một bộ cạm 14 gồm những gì. Đấy, các bác cứ theo dõi một chút video nhé. Em sẽ chi tiết từng chút một để các bác đang tham khảo cái dòng này. Các bác được biết trước tiên là cái cạm 14 là khi về đi đánh phải cần những gì. Thì em cũng đo luôn cái cạm 14 này để các bác được tham khảo. Với cạm 14cm này thực sự khi bán cho các bác thì nó là 14cm nhé. Nhưng mà đo trên thực tế nó tầm, nó sẽ lon lon 14 một chút nhé. Nó sẽ hơi lon 14 một chút đấy, đấy là thực sự luôn. Nó thiếu một xíu từ siêu chứ chưa đẩy 14 đâu. Thế bởi vì cũng rất nhiều bác khi đặt về thì các bác cũng thắc mắc là nó chưa đủ 14. Nhưng thực sự là như thế đấy. Đấy, khi bác mua thì các bác biết nhé và thông cảm. Bởi vì nhà sản xuất họ sản xuất ra thì nó đã như thế rồi. Đấy thì với cái dòng cạm 14 thì lần này bên em mới về cái cạm nó rất chi là chuẩn đẹp nhé. Và để gửi tới các bác trên cả nước yêu săn bẫy thì với cái dòng cạm này thì bên em nhận ship, ship trên toàn quốc. Đối với các bác mà mua từ 50 chiếc trở lên thì bên cơ sở sẽ bao ship hoàn toàn. Đấy, đây là một cái mẫu cạm 14 này rất chi là dày dặn và chuẩn đẹp. 10 cái sẽ dày dặn như nhau cả 10. Thì một cái cạm 14 này thì em chi tiết về cái phần đầy đủ của nó nhé. Đấy, một cái cạm 14 thì khi các bác mua đơn thuần một chục cạm thì nó sẽ đi theo một chục lẫy như thế này. Về để các bác chế tạo bàn. Đấy, và bên cơ sở em nhận làm bàn cho các bác nhé. Bàn đây, giá rất chi là rẻ khi các bác mà mua cạm đi theo bàn như thế này. Đấy, em sẽ làm gọi là hỗ trợ các bác một chút thôi. Cái này thì em sẽ chọn tôn rất dày nhé. Các bác nhìn tôn đây, tôn sẽ dày như thế này này. Bởi vì khi cái tôn dày như thế này thì đảm bảo cho các bác đi đánh này nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đấy, thì đây là cái bàn đĩa của cái cạm 14 mà bên em đã chế nhé. Rất chi là nhiều đây, số lượng rất nhiều. Đấy, cũng có bác đặt tới cả trăm cái, có bác thì đặt 1-20 chiếc. Đấy, các bác cứ cần bao nhiêu thì alo tới bên em. Và với cái dây này, một chiếc cạm đầy đủ thì nó sẽ đi cùng vào một cái dây và một cái bàn đĩa. Đấy các bác này, một cái cạm và sẽ đi theo một cái dây này, một cái dây và một cái bàn đĩa như thế này. Thì đây sẽ gọi là đủ bộ nha các bác nhé. Đủ bộ về các bác chỉ việc đi đánh thôi. Đấy, cạm thì rất chi là chuẩn đẹp, các bác sẽ cuốn nó vào như thế này. Và với cái dòng cạm này thì em cũng nói luôn nhé, khi em gửi cho các bác mà các bác đi săn bẫy, thỉnh thoảng đôi khi dùng nó cũng có gãy nhá, nó không bền mãi với thời gian với các bác đi đánh được đâu ạ. Đấy là nói thực tế luôn, để các bác khi mua, cũng rất nhiều bác gọi điện tới bên cơ sở bên em bảo là khi đi đánh thì nó có gãy. Chắc chắn 100% là nó sẽ không bền mãi theo thời gian với các bác đâu. Nhưng mà với cái cạm mà để chuẩn đẹp như thế này thì các bác yên tâm, nó sẽ có độ bền lâu nhá. Đấy, thì với một cái dòng cạm 14 này thì em cũng vừa thực tế rồi. Bàn đĩa thì em cũng để đây hết rồi. Và để đầy đủ phục vụ các bác thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để đây. Đây là số chính của bên em, có Zalo nhé, có cả Facebook. Các bác có thể kết bạn để theo dõi tất cả những cái mẫu cạm của bên em. Thì bên em phục vụ rất nhiều cái mẫu cạm từ cỡ 9cm đến cỡ 33cm là cỡ khủng to nhất ấy. Thì với cái dòng 14 này thì đang được các bác nhà mình ưa chuộng nhiều nhất. Dây nhá, thì đảm bảo với các bác là dây cáp đẹp này. Nếu như các bác mà đi săn bẫy mà thiếu dây, cần một dây này thôi, cần mấy chục cái dây hoặc 100 cái dây, alo em gửi độc dây thôi nhá. Còn nếu như các bác mà thiếu lẫy, các bác cần cái lẫy như thế này không, cần 1-20-30 cái, alo em gửi độc lẫy như thế này không nhá. Còn nếu như các bác mà cần lẫy và bàn đầy đủ như thế này, chỉ cần độc cái bàn đĩa này không, các bác gãy cạn, các bác rơi mất bàn đĩa, các bác cần bàn đĩa, em sẽ gửi được các bác độc bàn đĩa này nhá. Đấy, để phục vụ cho các bác đầy đủ thì các bác đừng quên lưu số điện thoại của bên cơ sở em vào, để lúc nào cần thiếu cái gì thì alo trực tiếp tới bên em. Và giá thì đảm bảo với các bác sẽ là tốt nhất trên thị trường, bởi bên cơ sở em chuyên bán sỉ. Các bác nào cần sỉ alo tới bên em nhé, giá chuẩn nhất luôn để gửi tới các bác, giá tốt nhất luôn. Để bàn đĩa thì làm đẹp như thế này. Thì một cái video ngắn thì em cũng vừa chi tiết về mẫu cạm. Thế và lưu ý một chút nữa để các bác được biết nhé, với tất cả những cái dòng cạm thì với cái lẫy này thì cái cạm của bác sẽ là cái bàn lẫy khỏe nhất đây. Đấy, cái bàn lẫy mà tôn xanh ấy là nó rất chi là kém nhé.
thì cái tôn trắng, cái thép trắng này, cái phần lẫy thì đây là cái phần lẫy chuẩn nhất dành cho tất cả các mẫu cạn nhà em, đều cùng chung một cái dòng thép như thế này. Đấy, nên các bác mua yên tâm về cái độ bền của lẫy. Đấy thì một cái video ngắn em cũng vừa chi tiết về những cái dòng cạn. Đấy, các bác mà quan tâm tới tất cả những cái dòng cạn thì đừng quên ấn đăng ký kênh nút đỏ đấy ạ, và ấn vào chuông để mỗi video em sẽ đăng tải một mẫu để các bác nhà mình được tham khảo trên tất cả những cái mẫu của bên em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.